tại cuộc gặp, ông Gransap và ông Zelensky đã nhất trí tăng cường phòng không cho Ukraine trước những lo ngại rằng Nga sẽ sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine trong mùa đông. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết mối quan hệ hợp tác giữa cả hai nước đã cho phép quân đội Ukraine tăng cường đáng kể năng lực trên chiến trường. Năm nay, anh đã cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa.